Quý vị làm ngành nail hoặc là có thân nhân làm ngành nail thân mến, thưa quý vị, ngành nail phát triển rất là vững mạnh và rất là thành công, không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà tại các nước trên thế giới. Người Việt Nam chúng ta đã chiếm lĩnh ngành nail hoàn toàn nhờ tính cần cù và bàn tay khéo léo. Thưa quý vị, quý vị có biết hầu hết tất cả các cái tiệm nail đều có 1 đến 2 bồn mini pedicure spa cho con nít. Mà quý vị có biết công ty nào trên toàn cầu mà có ra cái ý tưởng đầu tiên chế tạo ra một cái bồn mini pedicure spa cho con nít mà nó có cái cartoon character không to không nhỏ, màu sắc rực rỡ, rồi có DVD player, công ty nào quý vị biết không? Đó là Luraco đó thưa quý vị. Khi chúng tôi ra tiệm nail tôi thấy rằng là con nít nó đi theo bố mẹ nó, mà tại sao nó phải ngồi trên một cái bồn người lớn mà tôi thấy, chính mắt tôi thấy có đứa cái chân nó không chạm nước. Thì tôi mới nghĩ ra cái sáng kiến ra là phải làm một cái bồn nhỏ gọn, màu sắc rực rỡ, để khi mà con nít nó vào đó, nó đi theo mẹ nó đó, nó thấy cái bồn đó là nó biết cái bồn đó là dành cho nó, và nó chỉ cần nó nhảy lên nó ngồi một cái, có nghĩa là mẹ phải chi tiền. Mẹ chi tiền có nghĩa là salon có thêm thu nhập phải không ạ? Đó, thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi sản xuất ra cái bồn đó đó, chúng tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh nha thưa quý vị. Đây quý vị thấy cái bằng phát minh đây. Đó là có cả cartoon character, rồi hình chiếc guốc nha, hình chiếc guốc. Rồi có đầu con gấu, rồi chúng tôi có đầu con thỏ, rồi như vậy đó. Có nhiều salon người ta làm một cái phòng nhỏ, họ để 4 đến 6 ghế mini pedicure spa cho con nít, để mà các cái em vào đây nó tổ chức là nào là princess party, rồi là hoặc là birthday party. Khi mà chúng tôi chế tạo ra cái ghế mini pedicure spa cho con nít này đó thưa quý vị, là chúng tôi làm không kịp để mà bán luôn thưa quý vị. Đó, đó là một cái điều mà chúng tôi đã đem một cái màu sắc mới, một cái luồng không khí mới, một cái service mới cho tất cả các tiệm nail phải không ạ? Khi mà chúng tôi có cái bồn này rồi thì tất nhiên trên thị trường nó dễ. Cả các cái spa manufacturer chỉ cần nhìn vào đây và thay đổi chút chút, thay vì chúng tôi làm chiếc guốc thì họ làm chiếc xe, hay là chúng tôi làm cái đầu con gấu thì họ làm đầu con một cái con gì đó, hay là con bướm hay con ong gì đó, đại khái kiểu như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái người mà đầu tiên nghĩ ra cái ý tưởng sáng chế ra cái này là khó đó thưa quý vị, là Luraco đó thưa quý vị. Thứ hai, quý vị có biết là trên thị trường bây giờ đó, trong tất cả các cái tiệm nail, không phải là chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà Canada, Úc, Châu, Châu Âu, Việt Nam, chỗ nào cũng dùng cái chất 500 này phải không ạ? Đây, đây, chất 500 đây. Quý vị biết Luraco nhá, là chúng tôi chế tạo ra cái magnetic pump hay là jet 500 nhá. 500 chứ không phải 500 nha thưa quý vị, không phải 500 nha. Con người gọi con Luraco cho tôi mua cái jet 500 và không phải 500. 500 là magnetic pump đó thưa quý vị, để mà cho salon dùng được với cái bao ni lông. Cùng một thời với Luraco thì có một cái công ty kia, họ cũng chế cái jet 500 nhưng mà cái design của họ nó không có practical, tức là không có được, không có work, không có practice. Do đó là bây giờ cả thị trường ngành nail chuyển qua dùng cái jet 500, cái design của Luraco. Chúng tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ cấp rất là nhiều bằng phát minh cho cái jet 500 của Luraco này. Đó, nếu mà tại tiệm nail của quý vị có cái kiểu mà jet mà như thế này đó, là cái sáng chế này, phát minh này là của Luraco nha thưa quý vị. Chúng tôi được chính phủ Hoa Kỳ cấp rất là nhiều bằng phát minh. Quý vị thấy đây, bằng phát minh thứ nhất này, bằng phát minh thứ hai này, bằng phát minh thứ ba này. Đó, đây là ba cái này là utility patent, cái này là design patent nè. Rồi đây cũng một bằng phát minh utility patent này, đây cũng utility patent này, đây cũng utility patent này. Đó, tất cả những cái này là cho cái chất 500 mà quý vị đang dùng trong tiệm của quý vị đó. Khi mà chúng tôi ra cái jet 500 này thì được đài truyền hình NBC của Mỹ, họ đưa news thưa quý vị, họ làm news hai lần để mà nói về cái design của chúng tôi, và họ nói đây là một cái phát minh, một cái sáng chế tuyệt vời để mà giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn hay là vấn đề truyền nhiễm trong tiệm nail. Vì quý vị có biết không, cách đây mười mấy năm đó thì thị trường nail đã bị
các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ chĩa mũi nhọn vào, vì người ta nói là vấn đề truyền nhiễm trong cái bồn Pernicia spa đó, thưa quý vị, từ người này qua người kia là rất là phức tạp, và quý vị biết là có rất nhiều người đã bị nhiễm trùng đó, thưa quý vị, do vấn đề đi làm Pernicia spa. Mà tại Dallas Fort Worth có một người phụ nữ đi làm Pernicia spa và người này bị nhiễm trùng chân và bị chết. Do đó cái ông chồng đã thưa cái salon và đã được báo chí truyền thông của Hoa Kỳ làm rùm beng khắp nơi. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái ngành pedicure spa của chúng ta. Nhưng mà khi Lurapo sản xuất ra là chế tạo ra cái chất 500 này rồi ấy, cho phép salon được dùng với cái bao ni lông, cái liner đó, thưa quý vị. Đó thì coi như giải quyết được cái vấn đề đó hoàn toàn. Do đó cái người mà làm trong đài NBC, họ đi ra, cái cô anchor đó, cô đi ra, cô thấy ô hay quá, một cái sáng kiến này mà được dùng được cái bao ni lông rồi cũng có đánh nước trong bồn này như vậy nữa đó. Thành ra cô report và cô làm, cô về báo cho với đài và làm cái news, đưa news luôn, thưa quý vị. News đó, đó là một cái điều rất là vinh dự. Thì cái phát minh thứ hai là cái jet 500 này này, mà bây giờ tất cả các tiệm nail trên thế giới đều dùng cái này. Quý vị có thấy Lurapo chúng tôi có một cái bước tiến vĩ đại phải không ạ? Đó. Rồi, bây giờ quý vị có thấy mỗi người thờ nail ai cũng có một cái máy dựa nail phải không? Rồi chúng tôi mời quý vị đi đến đây với chúng tôi. Đầu năm 2020 thì Lurapo nhận được bằng phát minh từ chính phủ Hoa Kỳ là cái vấn đề mà chúng tôi dùng cái True Brushless Micro Motor với kết hợp với lithium ion battery. Hai cái này á, nó làm cho cái máy dũa nail sử dụng được lâu hơn và mịn hơn, smooth hơn, mượt mà hơn. Vì thưa quý vị, cái brushless motor đó là cái thuốc nó rất là cao, mà cái thuốc á là quý vị biết là nó là, mình hiểu nôm na là cái đồ bường á, cái đồ bường tức là cái đồ mà smooth á, đồ mượt mà đó. Khi mà quý vị dũa nail đó, mà quý vị đẩy từ trái qua phải, phải qua trái, nó đi một cách rất là ngọt đó. Đó, cái gọi đó, cái là thốt đó, thưa quý vị. Nha, cái thốt đó. Thì cái True Brushless á, là cái thốt nó rất là cao. Nhưng mà control cái True Brushless á, là cái đó là mới. Thì Lurapo chúng tôi chế ra một cái control, mà để control cái True Micro, True Brushless Motor đó đó, cái handpiece đó đó, cùng kết hợp với lithium ion battery. Thì chúng tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh. Mà bây giờ quý vị thấy trên thị trường, hiện tại bây giờ đa số tất cả nail drill manufacturer đều đi theo Lurapo, đều dùng lithium ion battery và brushless micro motor hết đó, thưa quý vị. Vì cái lithium ion battery là giống cái battery mà dùng trong xe Tesla cũng như là trong cái iPhone đó, thưa quý vị. Cái battery cũ trước đây nó rất là to, nó rất là nặng, nhưng mà dùng một thời gian thôi, khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi, tùy theo bao nhiêu lần mà quý vị charge, thì nó bị chai, nó không còn hold cái charge được, không còn giữ điện được nữa. Nhưng mà cái lithium ion battery nó vừa nhỏ vừa gọn, nhưng mà nó rất là mạnh, nó giữ được cái power rất là lâu. Kết hợp với cái True Brushless Micro Motor đó, cái torque nó rất là cao nữa. Do đó đây là một cái sáng chế, đây là một cái phát minh của Lurapo mà sẽ làm thay đổi cái ngành nail kế tiếp. Tương lai rất là gần, tất cả các nail drill manufacturer đều đi theo Lurapo. Chúng tôi được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng thứ nhất và bằng thứ hai. Đó, bằng phát minh thứ hai. Rồi, luôn tiện đây tôi nói với quý vị là thêm một chút xíu về những cái bằng phát minh khác của Lurapo nha. Quý vị biết là chúng tôi có những rất là nhiều cái bằng phát minh cho massage chair phải không ạ? Vì khi chúng tôi bước vào một cái lĩnh vực nào đó, chúng tôi luôn luôn là tìm tòi, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, sáng chế ra những cái gì đó để làm thay đổi cái ngành đó. Luôn luôn như vậy hết trơn á. Do đó trong cái ghế massage, Lurapo là công ty đầu tiên đưa kỹ thuật mà touchscreen smart platform vào trong kỹ nghệ ghế massage, để cho chiếc ghế massage nó trở nên thông minh và dễ sử dụng. Giống như Apple ngày xưa đưa cái kỹ thuật touchscreen vào trong chiếc điện thoại để làm cho chiếc điện thoại trở nên thông minh và dễ sử dụng, mà bây giờ toàn thế giới đang dùng smartphone phải không, thưa quý vị? Thì quý vị biết Lurapo là công ty đầu tiên làm được cái việc đó cho ngành massage chair. Và hiện tại bây giờ quý vị thấy dần dần
tất cả các cái ghế massage trên thị trường đều chuyển vào cái dùng touchscreen cả, thưa quý vị. Vì touchscreen nó không bị giới hạn bởi những cái nút bấm. Ngày xưa quý vị thấy cái phone Nokia với Motorola, Samsung, Ericsson, Philips rồi vậy á, nó có những cái nút bấm bấm, nó rất là hạn chế bởi những cái nút bấm đó. Nhưng mà với cái touch á, quý vị chỉ cần đẩy qua cái màn hình khác là quý vị thấy có một mấy chục cái nút bấm rồi. À, giống như những cái app vậy đó, đẩy qua cái là có tiếp. À, do đó nó rất là dễ để mà control cái ghế massage, đưa lại cái hiệu quả cao cho người sử dụng, phải không ạ? Rồi, ngoài ra chúng tôi sẽ có rất là nhiều cái mà làm thay đổi ngành massage chair. Ví dụ cái hệ thống khử tiếng ồn trong ghế massage để cho cái ghế massage nó trở nên nó rất là yên tĩnh, cái đầu óc của chúng ta được thư giãn. Rồi thưa quý vị, kỹ thuật kéo cơ, kéo làm sao bằng phát minh này, kéo làm sao để mà đưa lại cái hiệu quả vật lý trị liệu cao nhất cho người sử dụng đó, thưa quý vị. Những cái kỹ thuật, những cái technique đó là chúng tôi cũng được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh ha. Thưa quý vị, còn nhiều lắm, đây còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi chuyển qua cái kỹ nghệ mà bathtub và jacuzzi đi ha. Khi chúng tôi bước vào thị trường bathtub và jacuzzi thì có một cái vấn đề rất là lớn trong cái thị trường bathtub và jacuzzi là bên Canada họ có một cái công ty mà chế tạo ra cái control để mà điều khiển cái pump, mà pump lớn đó thưa quý vị. Cái pump lớn trong bồn bathtub và jacuzzi đó, lớn ạ, à, hồ tắm á. Thì thưa quý vị, cái họ chế ra được một cái device để mà control. Quý vị biết là cái pump mà DC á thì nó dễ control. Nhưng mà cái pump AC đó, nó mà high horsepower á, nó khó chứ không phải dễ. Do đó họ chế ra được cái đó, nó work. Nhưng mà người nào, công ty nào mà dùng cái control của họ đó thì sau một thời gian khoảng 1 năm rưỡi, khoảng 1 năm đến 5 rưỡi thì cái motor nó nóng quá, nó cháy hết. À, sử dụng cái của họ thì nó quốc điều khiển được, bơm mình bơm yếu rồi tàu sống rồi quay qua quay về rồi, và trong cái hồ tắm là tàu sống rồi đó vậy thưa quý vị. Được, nhưng mà cái motor nóng quá cháy. Khi Luraco bước vào thì chúng tôi đã chế tạo ra, chúng tôi có một cái technique, một cái kỹ thuật mới. Chúng tôi chế ra một cái control hoàn toàn khác mà nó hoạt động rất là tốt. Cho tới bây giờ quý vị có biết là đã sử dụng trên thị trường là 9-10 năm nay rồi mà không có một cái pump nào bị nóng mà bị cháy cả. Chúng tôi được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh rồi này. Đó. Còn trong lĩnh vực quốc phòng, quý vị thấy đây là quốc phòng, thì chúng tôi, quý vị biết Luraco có một bộ phận là nghiên cứu và chế tạo những cái thiết bị kỹ thuật cao cho quốc phòng Hoa Kỳ, đúng không? Dạ vâng. Và chúng tôi đặt là Luraco Technology, tức là nguồn gốc chính của Luraco là nghiên cứu và chế tạo cho quốc phòng và chính phủ Hoa Kỳ. Rồi sau đó chúng tôi mới có cái duyên để mà bước vào ngành neo, cái đó là sau. Khi nào chúng tôi có điều kiện tôi sẽ nói với quý vị vì sao Luraco lại có cái duyên để bước vào ngành neo, cái đó là khác nữa thưa quý vị. Nhưng mà tôi muốn cái video này nó ngắn gọn thôi. Thì đây là cái sensor trong máy bay Black Hawk và Apache, tức là hai máy bay chiến đấu hàng đầu của Hoa Kỳ đó. Cái máy bay mà đi bắt Osama Bin Laden trùng khủng bố đó là Apache đó thưa quý vị. Thì chúng tôi có một cái sensor này. Cái sensor này nó gắn vào trong cái động cơ và nó tiết kiệm biết bao nhiêu tiền mỗi năm, tiền maintenance á, tiền maintenance cho những cái chiếc máy bay đó, và nó đưa lại một cái sự an toàn cao hơn cho chiếc máy bay đó và trở lại cái trận đánh nhanh hơn. À, thì những cái vấn đề này nó đi sâu hơn thì chúng tôi sẽ nói thêm, nhưng mà như tôi thưa quý vị là chúng tôi muốn giữ cái video này ngắn thôi. Thì quý vị thấy đây đó, thì là những cái bằng phát minh của Luraco, và tới thời điểm này chúng tôi đã nhận được 40 bằng phát minh, tức là bằng phát minh thứ 40. Thưa quý vị, đây là một cái con số mà rất là đáng khích lệ cho một công ty kỹ thuật của người Việt Nam chúng ta, thưa quý vị. Rất là đáng khích lệ. Đến giờ phút này tôi cũng đi tìm, tôi cũng lên mạng tôi search, tôi xem có công ty nào mà nhận được một cái số bằng phát minh như vậy không của người Việt đó, thưa quý vị. Những đại công ty của Hoa Kỳ tôi không có nói, nhưng mà tôi chưa thấy. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều rất đáng khích lệ mà chúng tôi nên chia sẻ với quý vị. Do đó khi quý vị mua những sản phẩm của Luraco, quý vị tin tưởng là chúng tôi luôn luôn là cái người tiên phong, người đi đầu. À, chứ không tôi, chúng tôi không bao giờ follow. À đó, kiểu của Luraco chúng tôi xưa nay anh em vẫn hiểu là chúng tôi không có cạnh tranh về giá cả. À, ví dụ người ta có cái, ví dụ trên thị trường ta có cái motor như thế này, họ bán 100 đô.
mà tôi cũng làm cái motor y chang như người ta, cái pump hoặc cái jet này y chang như người ta, mà tôi bán 85 đô hoặc 80 đô, chúng tôi không có làm điều đó. Chúng tôi sẽ làm một cái jet, một cái pump tốt hơn, tân tiến hơn, và chúng tôi bán bằng giá hoặc là cao hơn giá. Đó là Luraco, thưa quý vị. Mà đến giờ phút này là đã là 16 năm rồi. Thưa quý vị, một cái cơ sở thương mại trong thị trường 16 năm tồn tại và phát triển vững mạnh, thì quý vị biết là công ty làm ăn như thế nào. Do đó, một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ công ty Luraco, ủng hộ người lao động Hoa Kỳ và những sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. Chân thành cảm ơn.